Light Finance, the world of financial freedom. Mến chào quý khán giả đang quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, hãy đảm bảo an toàn cho bạn và người thân trong mùa Covid-19 này bằng việc hạn chế ra ngoài khi thật cần thiết. Quay trở lại với nội dung ngày hôm nay, bởi vì Forex rất tuyệt vời, nhiều nhà giao dịch đã đưa ra một số cách khác nhau để đầu tư hoặc đầu cơ vào tiền tệ. Trong số này, phổ biến nhất là giao dịch giao ngay spot, hợp đồng tương lai future, hợp đồng quyền chọn option và các quỹ giao dịch ETFs. Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua hoặc bán một tài sản nhất định ở một mức giá quy định vào một ngày trong tương lai. Đó chính là lý do tại sao chúng ta được gọi là tương lai. Hợp đồng tương lai được tạo bởi sàn giao dịch Chicago CME vào năm 1972. Kể từ khi hợp đồng tương lai được chuẩn hóa và giao dịch thông qua việc trao đổi tập trung, thị trường này được quy định chặt chẽ và minh bạch. Điều này có nghĩa là giá cả và thông tin giao dịch được hiển thị rõ ràng. Hợp đồng quyền chọn. Một hợp đồng quyền chọn là một công cụ tài chính cung cấp cho người mua quyền hoặc tùy chọn, không bắt buộc, để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá quy định tại ngày hết hạn của hợp đồng quyền chọn. Nếu nhà giao dịch chọn quyền hạn, sau đó anh ấy hoặc cô ấy bắt buộc phải mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá quy định tại ngày hết hạn của hợp đồng quyền chọn. Cũng giống như chọn hợp đồng tương lai, cách tùy chọn cũng được giao dịch trên một sàn giao dịch. Chẳng hạn như sàn giao dịch Chicago CME, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ISE hoặc sàn giao dịch chứng khoán Philadelphia PHLX. Tuy nhiên, những bất lợi trong các giao dịch quyền chọn là giờ thị trường được giới hạn cho các quyền chọn cố định và tính thanh khoản, không tuyệt vời như giao dịch hợp đồng tương lai hay thị trường giao ngay. Quỹ đầu tư tiền tệ ETFs, quỹ trao đổi giao dịch hay ETFs là những thành viên trẻ nhất của thế giới ngoại hối. Một tiền tệ ETF cung cấp tiếp xúc với loại tiền tệ hoặc rổ tiền tệ. Đây là một danh sách các quỹ ETF được giao dịch phổ biến nhất. Các quỹ ETF được tạo ra và quản lý bởi các tổ chức tài chính mua và nắm giữ tiền tệ trong một quỹ. Sau đó họ cung cấp cổ phần của quỹ cho công chúng trên một sàn giao dịch, cho phép bạn mua và giao dịch các cổ phần này trông như cổ phiếu. Giống như các lựa chọn tiền tệ, hạn chế trong giao dịch tiền tệ ETF là thị trường không mở 24 giờ. Ngoài ra, các quỹ ETF phải chịu hoa hồng giao dịch và các chi phí giao dịch khác. Thị trường giao ngay. Trong thị trường giao ngay, tiền tệ được giao dịch ngay lập tức hoặc tại chỗ bằng cách sử dụng giá thị trường hiện tại. Điều tuyệt vời về thị trường này là đơn giản, thanh khoản tốt, lan truyền chặt chẽ, hoạt động suốt ngày đêm. Nó rất dễ tham gia vào các thị trường này vì tài khoản có thể được mở chỉ với 50 đô la. Không phải chúng tôi khuyên bạn nên làm. Bên cạnh đó, hầu hết các nhà môi giới ngoại hối cung cấp biểu đồ, tin tức, nghiên cứu miễn phí. Thời lượng chương trình đến đây xin được tạm dừng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bản tin lần sau.